thì win gì Việt Nam rồi. Không có mà. Để bài win gì Việt Nam win. Để hai hai gì dòng ngủ nhau với chay chay. Không mà. Thôi thì win Việt Nam luôn đi, để hai vợ chồng ngủ chung. Cái lùng với chay chay nữa. Daddy, he said that your wife and JD are in Vietnam right now, then you should come back to sleep with them. Say you understand what I'm talking? Say you guys are talking about ki. Nói tiếng Anh lướt dữ dội lắm. Yeah, your English is very good. Oh, thank you. Bà đi Quỳnh chàng hay nè. Thank you. Yes. Yes. Say I know. Say I know ki mà. Thank you, buddy Quỳnh. Thank you, buddy Quỳnh. You're welcome. Say I miss you. Say I miss you. Say ki mà say. Say ki mà say. Yeah. Nhìn không nổi chuyện này. Say ki mà say. Rồi nói chuyện ba đi. Hai cho em mượn lên. Rồi nói đi. Chan. Hello, xin chào ông bà cô chú, các bạn nha. Hiện tại là Ngọc đang dẫn chay đi. Nói thôi để mẹ dẫn con đi chơi. Cái bữa giờ coi ở với ba Bảo, toàn ba Bảo dẫn đi vòng vòng Gò Vấp không à. Nay mẹ dẫn qua Tân Phú. Là đi cả nhà đi nè, có chị Ngân nè, có mẹ nè, rồi chính ở Tân Phú nữa. Nên là mời chính ra đây chơi luôn. Thì bây giờ ba Bảo ở với thành phố là Gò Vấp. Không phải, ba Bảo ở là mẹ chay nó đó, mẹ cho con đi chỗ nào xa xa chút được không? Đừng đi gần gần đây nữa. Rồi cái Ngọc thấy bạn Ngọc giới thiệu chỗ này nè, chung khu vui chơi nè. Gọi là cái gì đó? Ở siêu thị Aeon Tân Phú á. Ở trên lầu 3. Cái chỗ này tên là cái gì đó? Fan ca gì đó. Đó nên thôi dẫn cho mấy đứa đi chơi trong đây thấy vui nè. Chị này ở ngoài á rất là nhiều đồ ăn luôn. Từ buffet cho tới hết quán này tới quán kia đầy đủ hết trơn luôn. Ngọc á là Ngọc hình như là đi cái này là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai Ngọc được đi siêu thị nè, mà lần thứ nhất là đi lâu dữ lắm rồi. Lần thứ nhất Ngọc đi chắc cỡ khoảng cái gì cũng có bán hết trơn á. Đã thì cái chứ. Chay nó mẹ cái này cái mô này bự quá mẹ. Đó mà ngoại trời ngoại thải banh nữa kìa. Ngoại thải banh. Cho con đây ngoại, ngoại thải cho nó ngoại. Đó. Xem ra. Ô hay quá. Cái này của con lắm. Sao? Là con giận. À người ta lấy này của con là con giận hả? Cái này là cái chỗ chơi chung mà, thì người ta không biết á, người ta mới chạy vô, người ta đâu biết nhà của ai, người ta vô người ta coi. Người ta thấy đẹp quá cái con vô con nói anh ơi chị ơi nhà này của em. Em đang xây nhà, anh chị chọn nhà khác nha. Ví dụ mình nói vậy. Hả? Đang xây nhà bị anh chị vô lấy nhà. Rồi ông bà cô chú thấy trước nhà có trồng bông nữa nè ông bà cô chú. Cái gì vậy? Tự nhiên đúng không? Tự nhiên vô lấy của con. Nó mệt quá. Thấy người ta lấy có đồ rồi mà. Chứ không mẹ. À, rồi Tứ Hoa hả? Bé Tứ Hoa không bà cô chú? Để đi ra đây mẹ, đi lại đây. Ok. Hello, xin chào tất cả các nhà mình nha. Bây giờ mình mới gặp cả nhà mình nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, sức khỏe bình an nha. Gặp cả nhà trên kênh của Ngọc. Rồi cũng tiếp tục cái màn 2 cảnh 1. Khui đồ. Sáng nay thì nói chung là tối về hôm qua về cũng được chén con ngủ cũng được. À quên nữa chính là không đi nước nè, không đi nước Việt Kiều nè. Quên luôn, trách từ sáng tới giờ luôn. Ra sân bay mà vắng bóng chính là thấy xong luôn rồi. Nói giỡn thôi cả nhà, nói chơi cho vui vậy thôi. Chứ còn Ngọc đi hoài, về hoài. Thôi con cũng nói thôi, cũng khỏi ai đón mình, bảo đi nước Ngọc là được rồi. Nên là hả, cũng khui thùng đồ ra để đồ đạc đồ lấy ra hết. Để tặng ai tặng người cả nhà mình xài ha. Lấy đồ ra để xài. Cái này coi mua cho con nha chị Hồng. Đó, này cũng cho cháu ngoại nuôi. Ngoại nuôi. Ngoại thường sắp áo gì hết bữa cho cháu mấy miếng. Chèo siêu la. Nè, anh hai bên sình không có nhà. Bà ly kìa con, bà ly kìa áo kìa con. Wow, Spider-Man. Ờ,
America. Đúng không? Nên đây là gì? Người không nào vui nè. Rồi ngoại, tiếp tục đi ngoại ơi. Đúng rồi. Cái đó gì ta? À, của con trai. Đây là rồi, trước trước khi về Việt Nam, cô Nhung gửi vô vài vài bộ đồ để cho nó nói Việt Nam nó mặc á. Cô Nhung mua đặt đồ này dễ thương lắm, đẹp lắm. Đẹp không? Bởi vì em nói nó đem về đồ về nhiều lắm đó, chứ mà mẹ Ngân vẫn đi mua quá trời. Không có vừa hả? Thôi biết điệu lắm Ngọc. Mẹ đi vô mua ra một cái. Nào giờ thích cái nào mà mặc mẹ Ngân vô đây mua đồ đi mẹ Ngân. À. Đó, nên mẹ Ngân thương quá. Mẹ Ngân thương quá, mẹ Ngân vô. Nè quay nè, nó coi để con có vừa không nè. Chọn cái màu xanh nè. Cười nói chung là sáng nay mẹ Ngọc về là nói mẹ Ngọc ơi cho con nghỉ học bữa. Không biết làm sao mà con cháu nhà này ăn là đồ nghỉ học hết trơn. Lúc nào không học. Wow. Hai ba coi. Mẹ Ngọc lựa giỏi không? Nói sao? Cảm ơn mẹ Ngọc. Nói sao? Nó lớn lên. Má ngủ dậy kìa. Wow, xuống đi kiếm con à, xuống đi kiếm con mà đẹp không? Mà vừa không? Quá trời quá đất. Nó mà có con vừa y chang. Giờ đem về để dành ma. Cái này là hộp... Về để chắc con vô chắc trước sau con tiễn chị Ngân về đó luôn cho rồi. Cái này là hộp giống. À, cái hạt giống này gửi cho bác Hai. Bác Hai ở ngoài Đà Nẵng. Xin địa chỉ bác Hai đi gửi qua cho bác Hai. Tại vì á, cái bác Hai Ngọc á là có nguyên một cái vườn rau ngoài Đà Nẵng á. Rồi cái bác Hai lúc nào là cũng một là cô Nhung, hai là Ngọc, rồi chú Bình là gửi hạt giống về cho bác Hai trồng ở bên ở ngoài Đà Nẵng á. Ok. À đó, okay, báo, ok báo. Cái này là cái đàn. Rồi sinh viên có cái đàn guitar đó của chú Chính. Bảo để dưới đi boy. Để đây cho cẩn thận, cái để đạp tên làm xuống nè. Cái quần đó của mẹ đó. Của mẹ. Đi ơi, con xin đổ đồ ở trong. Con xin đi lên, con xin vô cực kia lấy. Đa số nó cái dùng cái đồ ở trong cái thùng này là đa số đồ về mặt đâu không à. Ừ. Đó, cái đó nó bảo kìa. Rồi lấy cái đồng của Ngọc còn quắn lại như khỏe. Dạ mẹ. Chà, bữa nay con khui thùng nó không có náo nhiệt với mẹ ha. Mẹ khui bữa quá trời luôn. Con không đó, già dép buông chay đó, con ấy đi cho nó đem về đó. Rượu, nhà mua mấy nhà Ngọc mua mấy chai rượu về để tặng. Để tặng cho anh em bạn bè. Anh em. Cái này kẹo nè, kẹo của bà Hân gửi cho Bali Minh Sình nè. Nhỏ con. Nhỏ Bali. Nè. Rồi cái này là con đi, này gửi cho đi con. Cái chị mà kèm máy á. Có đi kẹo. Rồi nha, kẹo nè, Bali Minh Sình bà Hân cho nè, con cảm ơn bà Hân đi. Cái này chị Ngân nè, ở trong đây có omega trong đó đó, cái mỗi ngày đưa cho tôi nó muỗng uống. Cho con hai đứa tay này. Ba đứa nhỏ mà đó. Cái này bên cây đàn của đời sinh viên đó, đàn guitar đó, đưa luôn. Tại đây nè, cái này là bắp nè. Bắp răng bơ nè, em mua về có gì chị rảnh cái chị làm cho tôi nó luôn, thấy không? Cái này ngon nè. Khổ dữ. Tối giờ mà lạnh tan mình tắt luôn vậy. Từ tối tới giờ để ngoài ha Bảo. Ừ. Mà cũng còn lạnh luôn á Bảo. Ừ. Ừ đúng rồi, đây nè, còn sương luôn nè. Thấy không? Lạnh ghê không? Này của con. À của cô Chiều á, của con cô Chiều á. Dầu thơm giùm con cô Chiều đó. Cô Chiều á, cô Chiều nói Ngọc mua giùm cho con cô Chiều chai dầu thơm. Đó này. Ủa hai chai luôn hả? Cô Chiều ơi, dầu thơm nè cô Chiều. À cái đó xịt mũi cho ăn chay với Tylenol được. Chay có đôi dài đẹp không mà. Trời ơi, dữ rồi. Trời ơi, dữ dội không? Dạ này của ai vậy? Cái này của ai? Đồ của cây hả? Nói chung nữa đi lên like, cái quần để chứ cái quần nó hơi dài, hơi dài. Cho đừng lên like. Ôi, nó hơi dài. À, đúng rồi, hơi bự đúng không? Mày có 7 tuổi mà mặc nó được. Bởi vì chay á. Ủa chay gì mà dạy này là 9, 10 tuổi đây chứ. Thì bởi vậy lên like đi. Lên like không, không được. Này để nó đi. Coi ai bự cho tôi Nhã Quỳnh, cái này Nhã Quỳnh mặc được. Đâu, không. Nhã Quỳnh mà không được, bậy. Không vừa. Hết thì coi. Hết rồi hả? Hết rồi, nhiêu đó thôi mẹ. Trời ơi, thùng con sao nó hẻo dữ mẹ. Đem về được lần trước hết rồi. Ừ, với lại vô gãy đâu cần gì nữa. Trời này là vô xài của con giày dép quần áo đâu mà. Trời ở quần em dây mặc kiếm. Đó, quần áo đồ của con chay đâu không mà. Ừ. Mày lấy cái tên này, đưa lấy này cho mày con thấy hả? Quá trời giày dép. Ủa mẹ, rồi cái hộp thuốc mà nãy con hỏi đâu rồi ta? Mở ra lấy cái hộp thuốc á. Không, ừ. Lấy cái xe rồi nè, để dành live stream nè, cái này là để live stream nè. Live stream đó là cái đó là tuyệt vời luôn á. Quần áo quần chay cái gì? Chay á, mà áo này á. Đem về. Thôi đổ lên luôn đi, Thôi đổ này qua nha, đổ hết luôn. Đó, đúng rồi đó.
cái đó là cúng bài luôn. Của em chay đem về bận hết. Cái đồ này là hồi đó ở đây nó thích bộ này nè. Giờ nó hết chịu mặt rồi. Không chịu mặn nha, hả? Giờ đem về cho mấy đứa cháu trong nhà chứ còn hết chịu mặt rồi. Chịu mặn nha, có phải chịu mặn không? Thôi em. Cái này đây này. Gì em? Dạ, đi chín không? Thôi đi, gì? Muốn sập tế. Ủa? Qua xa tế đi chín đây. Cái này quay ngang hả? Không được, em đứng được hả? Quay ngang. Cái đó phải ngon ngang thôi chứ không có đứng được rồi. Để thôi chứ làm được gì? Mình để làm live stream mà. Thì giờ mình đổi cái đầu ấy khác kia. Gì con? Gì nữa? Con muốn gì sô cô la ngoài, muốn sô cô la. Này gì con? Trong cái mấy hộp đó là cái này là cái mang tiêu quá. Vậy hả? Mang tiêu quá này là cái này là cho Vinh Sạch Bali này chị Ngân nè. Mang tiêu mang tiêu quá. Trời, bữa hôm trước cái dầu cá mà Ngọc cho mấy đứa nhỏ đó. Bác sĩ giữ ổng nó đem lại cực kỳ tốt nha. Phải không? Là dầu cá nữa. Biết rồi. Rồi còn cái chai này nè là cái men tiêu hóa cho người lớn và chị với anh Bảo uống nè. Anh Bảo nó hai chai đó là cho em bé đó. Hôm qua nay là cũng hơi mất tiêu. Gì vậy? Dụ nhà mình quá trời mọi người thấy không? Tiếng nào về mình cũng kêu nó mua. Mà mua cũng đâu có uống. Rượu yến thì lâu lâu mua thì mình tặng cho anh em. Cái chai rượu Ngọc tính cho Bảo mà hết chỗ rồi. Ừ. Có cái này để mình đem mình tặng cho mấy anh em ở đây. Quá trời đất, kiếm nào cũng gì dài chai, chai đâu có uống đâu mọi người. Anh Bảo như không uống chai đạo chưa? Không có uống đâu quá, lâu lâu đám tiền thì lấy lại chai. Không nói Bảo, chiều chiều thí dụ như mà buồn buồn á, muốn á mình khui ra cái tự mình làm chung hai chung rồi này kia mình thưởng thức. Cũng không uống luôn, không có cái tính đó. Không phải chơi kiểu đó. Không. Còn uống là phải uống là uống mà có đồng có bọn. Và uống mà uống phải tới luôn nha, không uống. Anh Bảo là do vui, bạn bè rồi vui. Ừ, chứ còn mà để mà ngồi nhâm nhi cái đó là không có chơi đó. Hey cả nhà ơi, sáng hôm nay là gia đình Ngọc ăn một bữa ăn đậm chất Việt Nam của mình tiếp tục. Cái này là món Ngọc rất là thích, bao tử cá xào chơi với lại cải chua nè. Ngọc rất là thích, Ngọc thích rất là thích ăn cái bao tử cá này. Mà bữa đi về Mỹ á, không có đủ ký là con không đem về á. Này rau lan nè, thấy không? Cái này mắm hả? Mắm. Mắm dưa. Ôi ôi, nguyên một cái dĩa cá. Cá kho ngon ghê vậy. Cá kho tiêu. Này cá này có mông lao sao bạn? Cá ba sa con. Cá gì đó? Cá ba sa hả? Cái gì đó, cá ba sa. Canh bầu với tôm. Nấu tôm. Rồi thêm một món nữa là món thịt kho. Wow, đã không cả nhà? Đây anh Bảo của mình đây. Hello mọi người. Ba nè, mẹ hello, nè. Hello, xin chào cả nhà. Nhà. Mọi người đang ngồi đi, đang ngồi đi. Rồi, mời cả nhà ăn cơm trưa. Qua bàn ăn cơm với gia đình mình. Cơm trưa với gia đình mình. Ok. Nay bữa ăn đó. Bữa ăn gia đình hàng ngày là ba đi, ba mời á. Rồi được rồi, cầm đũa đi ba. Ok. Bảo ăn sáng hay gì đây? Rau lăn đậu hũ mình ăn rồi mình xuống đây chứ. Phải không? Ừ, rau lăn luộc chấm với mắm tôm cả nhà ơi. Tôi cũng mời ba mời mẹ, mời cả nhà nha. Mời cả nhà luôn. Mời ăn cơm trưa cùng với gia đình mình nha cả nhà ơi. Ừ. Con lăn ăn vườn á. Không. Em mua bó rau lăn vườn à. Đó. Ừ. Đúng rồi, cái con đà con có đầy đủ cái đậu thâu luôn á. Mắm ngon, con muốn à, gì con tôm ngon đó. À. Quá chuẩn luôn. Cái này mẹ ướp trước thì nó đậm đà lắm mẹ. Món cá. Ướp cũng ngon. Món cá này bữa có phải cái mà đó đó. Vậy hả? Để tới giờ luôn á. Có ăn đâu. Cái này là cô này con tính đem qua Mỹ mà hết chỗ rồi nè. Này là thích này ăn cái phần đây người mày ta ăn cá. Ông thích cái này lắm. Bao tử cá. Bao tử cá. Còn nó bằng bao tử cá, bằng nó ăn dữ lắm. Bà thấy bà táo hồi còn sống không? Rồi bà táo lên cái. Rồi mua cái này nhẹ nhàng nó sống rất lắm luôn. Hai anh em nhâm nhi. Ừ, nó rất là thích cái này. Mọi người cũng biết là mấy đợt trước mà mình về đó, anh Sáu anh còn khỏe, anh em chạy lên chạy xuống hoài vậy đó. Rồi bên đây về có mất đi một người anh cũng như mất đi một người thân quen buồn, buồn lắm. Đây mắm này cũng ngon này con. Bây giờ ai cũng lớn tuổi hết trơn. Đúng rồi. Rồi người nó thắng ngủ dữ lắm. Mắm dưa nãy thắm rồi ăn ngon. Là, mình sống hiện tại cuộc sống mình nó nên vui vẻ, có bản thân mình, cho gia đình mình, người xung quanh vui vẻ. Sau này mất đi cũng không có hối tiếc. Lớp đã.
nó cậu hai này mới đây 74 tuổi. Ghê. Dạ 80 rồi đó. Giờ còn cậu 2 gì tư lớn, tuổi nhất nhỏ. Cậu 72 74 gì đó mà 74 7 đấy là thành 80 là giờ còn Dương Tư với lại cậu 2 gì tư. Còn Ngọc Lan tính là còn hai người anh mình sáng... một người chị còn lớn tuổi cả nhà. Sáng nay Ngọc nói với mẹ ông giờ nào rảnh mình ba về nội thế nè. Muốn đi giờ nào đi à? Ừ, đi thôi đặt xe đặt kêu Nhật ba. Nhật đi. Đó. Kêu chưa? Muốn kêu alo cho ba vậy. Vì anh Nhật bây giờ chạy xe. Thôi có tao kêu chạy tháng rồi. Để quán cho mình nè. Mình muốn đi kêu Nhật qua đi. Hẹn ông đi, hẹn ông ngày mai. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ đi học nên chắc chị Ngân đi cũng được. Thôi, Ngân hả? Cứ đi gặp gia đình đi, cứ đi thoải mái. Tại vì chị chỉ có công việc và hai đứa nhỏ đi học rồi. Chiều về thì đó phải lo giao hàng. Nên là từng sau chị Nga thứ bảy chủ nhật thì đó bây giờ anh Nhật anh rảnh rồi thì mẹ với ba với con mà muốn lên thăm nội chừng nào mình lên nè. Bảo mà gọi sáng đi sớm. Sáng cái mình hẹn là mình 7 giờ mình bắt đầu lên đường. Thì sáng đi chiều về, sáng đi chiều về vậy đó. Ngon lắm Ngọc, cái món này ngon lắm. Đúng không? Là bao tử cá đúng không không? Gặp mẹ mình Phật đó. Trời ơi, mấy bữa nay mẹ về đã. Con mình cả nhà ơi. Ở bên trai hiện thì mình cũng lo trai cũng sướng, dâu sướng. Lên mạng ta chửi á. Thì ông bắt phải làm. Không, cái đó là mẹ sẵn sàng. Vì chắc con, mẹ sẵn sàng vì chắc con. Cô phải quá, Mỹ cũng làm đường hoạt thì Nam cũng làm đường hoạt. Rồi ở bên Nga, hai chị Trọng Ngọc nữa. Bây giờ hai đứa mất tù tì. Mẹ, mẹ mình đó mọi người, đó là cái bản chất. Và cái đó mình thấy đó là một cái bản chất cao quý của người làm mẹ luôn á, chứ không phải riêng mẹ mình mà hầu như là tất cả các bà mẹ trên cái thế gian này ai cũng vậy trơn. Ai cũng thương con mà muốn lo cho con á. Còn bản thân mình thì mọi người thấy là như ở Việt Nam mình cũng có cô Triều là giúp việc phụ. Tức là từ nấu ăn, dọn dẹp, lau chùi, tất cả mọi thứ là có cô Triều lo hết. Tức là mình với đó mẹ ngồi không đi, ngồi chơi. Có cô Triều, nếu mà cũng làm mình rồi không cho. Có vô phụ á thì cô Triều làm hết cho bữa ăn. Nhưng cho mà mẹ thì mẹ không muốn trong nhà, nhưng mà mình nói thôi để mình phụ với cô Triều ở nhà, thà mình không có đây á thì cô Triều giúp các con của mình, các cháu mình, gia đình mình, còn có mình ở đây thôi kệ, để hai chị em làm cho vui chứ không. Bản chất của mẹ là bản chất bà bánh te nên là ra là bản chất miền Tây mọi người. Không có nề hà công lại làm gia đình mình cũng là gia đình người khổ mà lỗ lên bây giờ có ngày hôm nay. Không mẹ, mà sau này á con mẹ không có lệ con làm được ăn cho Vincent Bali á, không có lý. Cứ mỗi lần mà con mình nó nói mẹ con thích mẹ làm món này món kia, nó ham lắm mẹ. Đúng rồi, ham lắm. Nó về nó yêu cầu nha, làm món thịt bông kiếm xanh xám á, thịt kho bấm rút á Ngọc. Bây giờ thấy ăn thịt kho bấm rút á, ăn thịt kho bấm rút là Bali ăn giỏi lắm. Rồi hả, ăn cơm cá là ngon, về cánh gà chiên nước mắm này kia, nó yêu cầu món nào á con mình nó thích là mình vui, nó ăn ngon là mình vui. Con thấy mẹ con thịt người thịt kho ngọt ngọt. Nói cho bây giờ, bà nói bây giờ á, bà nội năm nay bà nội chừng 90 rồi, thì còn mình nội đó là lớn tuổi nhất đó, chưa biết là gia đình mình có bà nội nó như thế nào đó, nên bà nội mà còn sống được ngày nào đó mình càng tăng có trọng. Thời gian đó. Đi về thăm nội cho bà nội vui đó, đó bà đi cho bà mở cái tivi cho bà cứ dòm hoài thấy dòm đến nói tranh, nói chung kia. Là tranh thủ thứ bảy chủ nhật đi, sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Vincent nó cũng đã đi lên thăm lại ông nội, ông ngoại, bà ngoại nó được nữa. Thịt cá mà để trắng với lại nước tương xong rồi mọi người. Ngon hả? Món này quá. Đúng rồi, món mình nhọn dữ đế rồi hơn. Nước bò tử cá này, mà bà tử cá của bà xa á, kêu hỷ á. Đúng rồi. Con muốn người qua mình nhớ đến này qua nè. Tại vì mình qua là mình đâu biết. Cái bò tử cá này là cái nhà siêu thị làm á, là cũng sạch sẽ rồi. Rồi mình chỉ cần chà nước muối, chà muối xong mình rửa lại nước lạnh 2-3 nước, cái mình vô mình pha nước ấm cái mình rửa lại cho cái bao tử cá nó săn lại, cái nữa là xào lên là ngon, không có tăm, không có gì hết. Còn sáng này nãy ba có biết con này dậy lúc 2 giờ sáng không? Không nghe. Dậy 2 giờ sáng. Ủa anh vừa đi. Ủa giờ đó có ta? Giờ chợ có tiệm mở cửa 24/24 luôn. Hẹn chi rồi? Hồi sáng chị nghe tiếng bước chân. Nhưng mà chị không biết là cái gì. Sáng mày tức chị mày thấy
thấy cái đồ ngủ của Ngọc để lại trong cái giỏ không? Dạ. Cái mẹ nói ủa ủa nó đi đâu ra sao mà nó thay đồ ra rồi giờ còn bộ đồ ngủ tao là mở cửa thấy ba người ngủ trơn. Cái mẹ đi xuống thấy Ngọc nằm cái sao không đợi sụp khi mà cũng còn lên đó là yêu thương lắm bị mò lên thử là ơi to tại vì tối qua nhậu đó em gái với mẹ ra ngủ làm sao không nha hai em con gái lắm nha chay ngủ là tối qua coi qua coi hung quá ham gái lắm chạy hung quá nay có mẹ đó à bình thường á thì Ngọc về Việt Nam nè hồi xưa tới bây giờ cũng vậy nếu mà Điều Quynh không có về hoặc là Điều Quynh đi đâu á là mình sẽ qua ngủ với con gái với cháu ngoại từ nào giờ vậy á cả nhà cho nên á hôm nay Ngọc về á là mình cũng ngủ trên phòng với con gái quay qua đây cho bác gần để cả nhà biết không nói chung quy á là con mình thì hai con của mình thì nó làm cho cái kênh YouTube này nè đó còn nên nói về vấn đề mà ăn uống á thì nó cũng có lúc này lúc kia thay đổi những cái món ăn chứ không phải là lúc nào cũng cao lương mỹ vị không đó, cao lương mỹ vị là tiền ở đâu ăn cao lương mỹ vị cao lương mỹ vị là đó đây là món ăn quê của mình những cái món ăn hàng ngày của mình đó là thân thương nhất luôn đó. Không, nhưng mà đi mỗi nơi ví dụ như bây giờ về Việt Nam con cũng phải cố gắng tại mình làm video mà đúng rồi sẽ cố gắng đi quay video cái nào hay cái nào món nào ngon hiện tại đang ngon ở Việt Nam hay quán nào cái gì nó lạ nên làm video thì mình sẽ chia sẻ lúc nào cũng phải tìm kiếm những cái gì nó thiệt lạ đúng rồi để quay video thì ông bà cô chú mới coi rồi á hả rất là cố gắng đầu tư cho video những bữa ăn bình thường cũng khó nhưng mà sẽ cố gắng tại vì về Việt Nam là có để bụng mắm là mấy cái tiệm ngon ngon rồi đó là sẽ đi ăn thưởng thức rồi quay để review cho ông bà cô chú trên kênh của mình coi và ở trong nước và ngoài nước có khi ông bà cô chú Việt Nam cũng chưa biết quán đó có khi mấy cô chú ở nước ngoài thấy cái ba quán của Ngọc An cái giữ lại sau này về Việt Nam mình đi ăn đúng rồi nói vậy đó cho lại miếng giấy làm video là phải đầu tư cái này cái kia để cho nó thay đổi cái bầu không khí đó để cho cô chú anh chị vô xem kinh cho nhiều cái nó hay thấy không nó có nhiều cái nó thoáng như là nếu mà cô chú anh chị nào gì cứ ăn bầu tử cá là mình đừng đi một lần bầu tử cá về sao có người nào thì cứ ăn cho ba cũng ăn đúng rồi thậm chí nhà mình đây nè chứ cả năm rồi mới ăn lại năm này lâu đúng là bao ăn lại đây giống như cá kho này thì dễ nè cả nhà mình ăn thử hết rồi phải không thịt kho cũng vậy cho nên đó những món ăn hôm nay là những món ăn quen thuộc hàng ngày của gia đình tất cả mọi cô chú anh chị đơn giản nên em có chia sẻ canh bầu nấu với tép đó thịt heo kho cá kho vậy đó mà đi review con dùng đồng không có quán không cũng chấm là mình chưa ăn đúng rồi nhiều ngon giới thiệu với ông bà cô chú tôi ăn ruột ngon hồi tối về Ngọc về việc đầu tiên Ngọc á hay là đi dàn rau đó dàn rau gì của mẹ đó cái gì đó dàn rau gì trong nhà bên nhà mình lá hôm nay quá trời luôn lá gì nó trong kim bắt tay á kim tay bên đây thôi anh chanh còn ba trái bơ bên dưới bự rồi hả ui vậy chắc chín này chắc không có mẹ về không kịp quá chắc nó lớn hơn chín trước anh Ngọc chín trước kêu cô đi cái bét qua cắt rau kim bắt tay vậy á tay ủa cái rau đó đâu gì lạ nữa trời ăn ngon lắm con kim tắt tay không nghe lần tiên á thì con tính nói gì Ngọc hôm qua tối hôm qua vừa về tới nơi là lo đi search cái chỗ khu vui chơi rồi ở Ngọc về là anh chị em được đi chơi nhiều lắm mọi người không phải gì hết đó, tại vì có thời gian rồi có Ngọc chứ Ngân đi chơi cho vui đó cho nó vui đấy chơi về Việt Nam mà cứ nóng quá cho em ở nhà hòa trung hiệp còn lắm cái mấy tuần cái mẹ dẫn đi về cái hết luôn cả năm sau mới có về nữa rồi chúng ta cũng đang tính vậy nè sắp xếp cho em đi chơi cũng đang tính á con nghiên chay bút một cái tour cái tour là ví dụ như sáng đi ra chỗ đó có ai dẫn mà đi tới chiều về đúng rồi để dẫn đi chỗ này chỗ nào để cho con chay nó chơi tắm ba đi ra ngoài nó biết đúng rồi chứ còn bây giờ mà để cho nó về đây mấy ngày không thấy rồi ở nhà không để ở trong nhà không biết gì đây nó hơi nắng quá ba cũng muốn cho em nó đi đó với lại á chứ còn nó ra nó mỗi cắn nữa khu của nhà mình á là không có đi vậy còn chay á với Điều Quynh là con hiểu là phải kiếm chỗ này phải kiếm chỗ kia cái chỗ nọ để đi để chơi
tôi còn bên trình ba đi thì đi học rồi, đâu có thể nào mình đợi tụi nó, mình dẫn tụi nó đi học từ sáng tới chiều về tối là ai đâu được. Nhưng mà nếu mà để anh chơi cái gì chơi mà để ba trụ nó bút cho bên trình mà ba ly nó nghỉ một tháng ở nhà chơi với anh trai cho vui. À, trời đâu có được, đâu không được anh không hả đâu như ông nội thất bại gì học có mấy nhỏ đó, nó bây giờ nó mới nổi dấu gửi mà cũng chưa có gì đâu. Cái nhân chay kìa bằng tuổi thằng ba ly nó đi học ba ly đó mà nó đi học được bảy đâu bảy tám tháng này thằng sinh mà cho thằng ly nghỉ thằng sinh đi học thì thằng nó không bị gì đâu, nó biết cái gì đâu không bị. Nghi về trước về trước mình thôi, nó nội trước trước thôi tội nhưng xin tội thì cái chiến đấu về chưa kịp chơi cái gì là cô giáo tới nữa rồi lên đóng cửa lại không mà ở cô giáo không, cô giáo không đó. Bởi mỗi lần mà ba lên ba nói chuyện đó, ba lên ba ngồi nói chuyện với cháu á, cũng cũng như vừa nói chuyện với nó vừa tâm lý với nó, cũng như vừa năn nỉ nó luôn. Con cố gắng nha, con học cho thiệt giỏi đi, sau này á bắt đầu ba hỏi là sau này con làm con có tiền rồi con nuôi ai, nó nói dạ con nuôi ông nội. Đứa nào cũng nói nuôi ông nội đó, con muốn nó có tiền nuôi ông nội là con phải học cho thiệt giỏi nha, phải thông minh sáng suốt để đi làm kiếm được đồng tiền, phải lanh lợi lên cho ông nội. Dạ 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 con hiểu rồi bà, ông nội nói hoài tao không vậy á, chiên con nói cái câu đó không. Minh Thịnh nhà là bữa về thấy là rất là lớn, suy nghĩ khác hơn chút, mới là 2-3 tháng nó lạ ghê. Nhưng mà có suy nghĩ rất là có suy nghĩ là chững chạc lắm, chững chạc mà mít ngang mà nói chày gì đây mà chị Ngân còn nói chày hôm nay là thay đổi nhiều, thay đổi chững chạc ngoan. Thấy vậy đó, con cháu mình càng ngày càng già thì con cháu càng ngày càng lớn. Mấy đứa cháu mình mấy tuổi càng ngày càng lớn mà khỏe mạnh vậy đó, hả, mình làm ông bà mình vui mình lắm, cả nhà ông bà vui lắm, không có gì mong cho con cháu có sức khỏe. Mấy đứa con mà lớn, mấy đứa con bây giờ cũng đã làm cha làm mẹ hết rồi, thì cha ba nói là bây giờ mình để cho đứa con mà nó mạnh khỏe thì mình cha mẹ làm cha mẹ không rất là mừng luôn, thì mà để cho đứa con mà nó yếu đuối nó bệnh hoạn này cái cách nọ. Dạ nói gì hả, tại nó bị bệnh, nó ho bị bệnh máu đó, không thấy đâu ho không nữa rồi mình. Ngon Ngọc, nãy giờ nhà thấy một không ngon rồi. Món ngon, món thì ngon. Ngon ăn miếng canh đi Ngọc, caron canh bầu với lại tép ngon lắm. Con dao mà nó tròn, nó sực. Bữa con đóng hàng cho mẹ xong cuối cùng lố ký hả? Cá khô dứa nè, rồi bông bóng cá nè, cua nữa mẹ. Tụi con ăn mấy tháng mới hết. Tại vì nấu cho nhân viên ăn không thể nào ngày nào cũng quần những món đó. Buộc phải thay đổi lâu lâu mới ăn một món. Trời ơi, đau quá. Tâm nguyện của cả nhà ơi, đơn giản ra chia sẻ với cả nhà một cái video của ngày hôm nay của gia đình Ngọc ha. Ngọc biết là cả nhà từ sáng giờ đợi cái video, tại vì thường thường là Ngọc ra video vào lúc 8 giờ sáng mà bữa nay cho tới giờ này chưa ra nữa. Tại vì do cái giờ rất nó thất thường đó, nên là cả nhà thông cảm ha. Cảm ơn cả nhà, hy vọng là cả nhà của mình sẽ tiếp tục theo dõi cái hành trình của Ngọc ở Việt Nam, gia đình của mình sẽ đi đâu và làm cái gì ha. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà hơn. Mình cũng xin thay mặt cho gia đình, thay mặt cho con mình xin gửi đến tất cả mọi người trong kênh của Quỳnh Trí Bảo và Ngọc Quỳnh hôm giờ một lời chúc sức khỏe. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.